Đây, Quang Hồng Đen xin kính chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì Quang Hồng Đen cũng xin kính chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Đây là thịt sấy khô cô chú, Quang Hồng Đen mới mua cho bé nè. Đó, là một cái loại thịt tổng hợp sấy khô. Đó. Để ăn thịt sấy cho biết chứ người ta. Đây, Quang Hồng Đen mua 20 hộp này với giá là 3,2 triệu, với lại người ta tặng thêm hai bịch xúc thưởng nữa nè cô chú. Ô, tôi nhảy xuống đây con. Đây từ từ xuống đây cho quà cho ăn. Đây cô chú. Đây test thử đồ mới nha cô chú. Trời ơi, có bộ ngon à. Mê à. Bộ lạ này nha. Đây. Đây là một cái loại thịt sấy á cô chú. Nè. Cái loại thịt tổng hợp thịt đó người ta sấy khô á. Cái này thì để dành cho những người mà người ta bận đi làm á, họ không có thời gian để chế biến á, thì họ sẽ mua cái loại này nè. Nói chung là cái dòng này là dòng cao cấp cô chú. Nhưng mà cô chú biết rồi, mấy đứa con của mình ở đây thì toàn là mấy đứa mà giống như cú về á, là mấy đứa mà chẳng hạn như là bị kiệt sức rồi, những đại khái là nó bị kiệt sức rồi, bị bỏ đói lâu ngày, bị bán tới bán lui lò mổ, cho nên là cú nó về nó lúc nào trong tình trạng của nó cũng là thiếu dinh dưỡng, cho nên là mình nếu mà có thể thì mình bổ sung thêm. Trời ơi ông ơi, ông bổ sung cho thêm chút cho nó vậy mà đó, thì nói chung cái gì cũng vậy cố gắng sẽ được mà. Ráng thôi, ráng cho con cái nó có chứ người ta. Đây à, đó, thịt cô chú, thịt gà nguyên miếng vậy nè, đó nè, thịt sợi nè cô chú thấy không, đó thịt xé sợi nè, đó đưa cho mấy bé mèo tự động xé sao nhảy lum lum rồi con. Ừ, phá ghê thiệt chứ, đó cô chú thấy chưa, đổ trơn rồi đây nè. À, thịt gà sợi nè cô chú thấy không, đó đây là thịt sấy khô đó. Quay giấy cho mẹ đang có tiền đi, mẹ đang xây sở được đi, tụi bay có hoài đó. Mẹ ăn đi con, ăn mê lắm, đứa nào cũng mê cho nó cô chú ơi. Cái này là mới có test thử hàng thôi nha đó, một lát đi qua cái khu bên kia là tụi nó mê cho coi. Đó, cào thùng luôn. Cứ ăn đi con. Cứ ăn đi. Rồi, xuống ăn đi, không biết cái gì. Cứ ăn đi con. Rồi, xuống ăn đi, xuống thử hàng coi coi sao. Xuống đi. Xuống coi nó ăn cái gì dưới kìa. Xuống đi ăn thử hàng mới rồi con. Xuống đi nè, mày ăn ngon không, vô rồi con gà cô chú. Đó con gà, trời ơi ghê chưa. Đó vô tôi lấy thau tôi xót ra. Cái này mà đem ra cho mấy chó chắc nó quấn lộn luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó quánh lộn luôn chứ không nói nhiều. Ăn đây, ăn đây.